Rồi cái người đầu tiên mặc búi tóc cao cao, mặc áo dài màu vàng, nick Facebook là Nhã Vi. Nhã Vi nha. Dạ em là Nhã Vi quê Tiền Giang nha mọi người nha. Rồi tiếp theo cái người mặc áo màu hồng là Hương Hỏa, nghệ danh là Hương Hỏa, nhưng mà cái nick Facebook là cái tên đàn ông là Lê Thanh Phú. Mọi người ơi, ủng hộ cho Lê Thanh Phú rồi mọi người ơi. Cảm ơn. Và tiếp tục người thứ ba, cô gái màu đỏ rất là dễ thương, nghệ danh là An An, nhưng mà cái nick Facebook đàn ông tên là Quang Nguyễn. Mọi người ủng hộ cho Quang Nguyễn nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục cô gái màu cam rất là dễ thương nha, nick Facebook là Thảo Nhi. Ai có muốn inbox cô ta bán các mặt hàng như là mực ghim nè, bánh trung thu qua từng các hết bánh rồi, cũng như là mình quảng cáo như đó, tất cả các loại mà theo mùa đó, đây là Thảo Nhi. Nick Thảo Nhi nha cả nhà ơi. Rồi cô gái màu xanh là cựu sinh viên trường 7 năm rồi, nick Facebook tên là Thổi Anh Lê. Lê Anh Thổi hay là Thổi Anh Lê? Thổi Anh Lê, và nghệ danh đi hát tên là Cầu Cầu. Các bạn có thể là admin của Thổi Anh Lê nha. Vâng, thì rất là tất cả các bạn sẽ luôn ủng hộ cho đoàn của tôi, đồng thời đặc biệt là cho Cầu Cầu giống gì. Ra mình là quê ở Củ Chi, không biết có ai ở Củ Chi không ạ? Không có ai chơi rồi, tôi đó rồi đúng không? Không có ai chơi rồi. Rồi, và tiếp tục là chàng chàng trai rất là dễ thương, Nguyễn Lê Hiếu Trung. Nick Facebook là Nguyễn Lê Hiếu Trung và nghệ danh đi hát là Nguyễn Trung. Các bạn có thể là admin của Nguyễn Trung nha. Đúng rồi, Nguyễn là Trung, xin kính chào tất cả các bạn ạ. Dạ, có biệt danh nữa là Trung Nớt đó anh chị. Hôm nay là rất là vui khi đến đây được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên của trường Bách Việt. Rất là mong là sẽ được trở lại đây ủng hộ cho tất cả quý vị nha quý vị ơi. Đây tiếp tục là chàng trai màu xanh đó, tên là Nguyễn Hùng Cường, nick Facebook là Nguyễn Hùng Cường và tên nghệ danh đi hát là ca sĩ Hùng Cường. Các bạn có thể là follow nick của bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và Hùng Cường xin được chúc cho các bạn sinh viên lúc nào cũng được thành công và đạt điểm cao trong kỳ thi của mình nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Và tiếp tục chúng ta đây là cô gái mặc một bộ hồng cà rốt rất là dễ thương, đó là Vũ Cẩm Nhung, nghệ danh là Cẩm Nhung đó. Các bạn có thể là follow nick của Vũ Cẩm Nhung nha mọi người. Chạy chạy xuống đây mọi người. Rồi tiếp tục cô gái rất là dễ thương, đó là Thịnh Nguyễn và nghệ danh đi hát là Ngọc Nhi, nick Facebook là Thịnh Nguyễn tên đàn ông đó. Các bạn có thể follow đó. Nói chuyện đi em, cảm ơn người ta hiểu hết em ơi. Thì em cảm ơn người ta chứ, xin ta xin cảm ơn em. Cảm ơn Bách Việt cảm ơn những lý tưởng của ta vậy trời. Rồi chàng trai cũng dễ thương nha, Nguyễn Phước Tài, nick Facebook là Nguyễn Phước Tài, nghệ danh đi hát là Nguyễn Tài. Nick Facebook là Nguyễn Tài, nghệ danh là Nguyễn Tài luôn nha, các bạn có thể là follow. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Cái má mấy má tém tém vô mấy má. Rồi tới nè quá. Tên gì giới thiệu luôn đi em. Dạ, nghệ danh của em là dạ. Từ từ các bạn, từ. Rồi giới thiệu đi nè, nhanh. Nghệ danh của em là Lý Thú Thảo, nick Facebook của em là Minh Nguyễn. Minh gì? Minh Nguyễn. Minh Nguyễn, nick Facebook là Minh Nguyễn, nghệ danh là Lý Thu Thảo. Rồi kế bên. Dạ, vỗ tay. Dạ, xin chào mọi người, xin chào các bạn đã sinh viên trường Cao đẳng Bách Việt. Nick Facebook của em là Khải Quang Trần, nghệ danh của em đi hát là Úc Bạch Khải. Khải Quang Trần, nick Facebook là Khải Quang Trần, nghệ danh đi hát là Úc Bạch Khải, cái mặt như con lãi. Rồi, tới em nè, đây, chị biết nè, nick Facebook tên là Kenny Hoài nha, Kenny Hoài, nghệ danh là Châu Pha. Rồi xong. Dạ, các anh ơi, các anh gắng học hành chăm chỉ nha, mẹ con em ở nhà đợi các anh trở về, các anh ơi. Rồi còn ai nữa? Hết rồi hả? Còn ai không? Còn anh đến đòn nghệ danh tên là Còn em là La Kim Quyền nha các bạn. Đó, La Kim Quyền. Các bạn có thể là Nghề nghiệp là tụi con mà có thiếu tiền đi học đóng tiền trường nhà đó, liên hệ với cô La Kim Quyền. Cô La Kim Quyền cho dây tiền đóng tiền học nha tụi con ơi. Hỏi sao màn hình, hỏi sao nè.
điện thoại iPhone 11 hả? Ô tô của chứng minh nhân dân và chứng công chứng hộ khẩu nha mọi người. Thêm cái hình 34 giúp cho Quyền nha mọi người nha. Quyền chứng minh tận tình. Còn thiếu cái tờ giấy chứng minh nữa. Tờ giấy chứng minh tờ của đó. Tên ta là Nguyễn Hồ Kim Quyền đó. Nếu mà có được mình là Kim Quyền đó. Cẩm Nhung không còn là nghệ danh nữa nha. Ở trong đò không có ai mà tên con gái như chị hết trơn trời á. Mấy đứa đừng có coi nói cái tên của chị. Cái tên của nhà tên con gái rồi. Chị đâu có em gái bằng cái tên mà cái anh Alex tên là Nguyễn Doanh Doanh đó. Rồi các bạn ơi, chúng ta có thể là chuyên rồi các bạn có thể là truy cập vô trang fanpage của đoàn là Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời hoặc là search vào cái kênh YouTube á, Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, chúng ta có thể là biết được đoàn làm những cái gì. Các bạn ở gần ví dụ như là về quê của các bạn, đoàn có dịp gì đó phục vụ thì các bạn nhớ mà biết được cái thông tin đó, các bạn đến ủng hộ cho đoàn. Và địa điểm của đoàn quen thuộc nhất là một bít Nguyễn Thị Minh Khai, các bạn ở gần nhất thì các bạn nhớ đến đó ủng hộ. Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Xin ra được cầu chúc cho tất cả các bạn sinh viên đạt được số điểm cao nhất trong mọi kỳ thi, và chúng ta sẽ là một nhân tài có ích nhất trong xã hội tương lai. Rồi bây giờ gặp lại cuối cùng, mời các bạn bắt đầu chuẩn bị mở thưởng nha. Mến chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Số gì đây? Mấy gì đi mấy gì đã ba gì đi ba gì đã ba gì đi ba gì đã cái gì nghe mà thịt dịch. Người nào chịu khó bắt con dịch mà nhổ lông, người nào mà ở không thì đi mua đường mua đậu, người nào biết nhậu thì đậu mà tìm thêm, người nào biết tim thì đi vô mà xào nấu, người nào xấu xấu cắt xả mà nạo dừa, người nào khó ưa thì đi ra mà chỗ khác. Tôi làm mua hộp xốp thôi em đổ vô. Vỗ tao cái gì ơi.
bây giờ vỗ tay càng dài uống một hơi nè, xếp ra cho mình thấy hình nè. Người yêu ơi, em muốn uống trà chưa? Hay trà chưa đây? Vỗ tay vậy? Vỗ tay, vỗ tay càng dài uống càng dài uống vậy? Trà chưa hết luôn. Ơi, trời ơi, mạnh dữ em ơi. Giỏi quá em ơi. Trời ơi. Tí nữa thì hát tha đấy em. Sao? Sao được sao? Chị sao sao à? Sao? Người yêu ơi, em muốn uống trà tư. Trà chưa? Có trà chưa? Có trà chưa? Trà tư hả? Trà tư hả? Anh nói cái gì cũng có hết trơn á. Bữa đó chị uống 3 ly vậy, chị bị gì nè? Sao? Rồi sao? Sao pha pha. Người yêu ơi, kia cho em xe cắp cu. Nhâm. Em ơi, rồi đi luôn chị ơi. Em ơi, đưa cái bệnh viện gần dưới giùm chị nha, đưa ra ngoài luôn đi. Anh ơi. Tôi nghiệp chị luôn. Rồi quý vị ơi, trong final, quý con đàn ông mời. Trời lớn nhạc anh ơi! Mây gì đã, mây gì đây, mây gì đã, số gì đây, số gì đã, số gì đã. Này anh ơi, cái ồ ồ cái ồ, yêu anh nhớ trên đời. Cái ồ ồ cái ồ, nhà thì bên anh bơi. Cái ồ ồ cái ồ. Rồi số 7 nha.